đó rồi ok sau khi nó update uh, dữ liệu xong thì nó sẽ đưa mọi người vào cái trang chính của cái việc khai thác cái đồng này thì đầu tiên mọi người nhấm vào đây để cờ lần đầu tiên nhé oh, sao không được đó thì mọi người sẽ bấm vào đây để làm cái lần đầu tiên đó rồi, tiếp theo thì hàng ngày thì mọi người cứ cách khoảng độ vài tiếng thì mọi người vào kiểm tra nhé thì ở đây nó cũng không nói rõ là bao nhiêu phút hoặc là bao nhiêu giờ claim một ngày thì mọi người cứ thấy cái chữ claim này nó sáng lên thì mọi người sẽ bấm vào claim đó thì ngoài ra thì các tính năng khác của nó cũng đang trong quá trình cập nhật thôi thì ở đây thì nó có uh, cái mã mời này mọi người bấm vào đây nhé mọi người sẽ bấm chọn loại invite friend thì mọi người sẽ copy cái mã mời này đi mời để chia sẻ cho mọi người cùng biết và khai thác để mọi người tăng được cái tốc độ khai thác của mọi người lên đó đó thì với cái dự án đào này thì nó còn có cái một cái đường link gọi là tham gia cộng đồng khai thác để chúng ta cùng nhau khai thác cho nhanh cái đồng này nhé thì mọi người nó thì chúng ta sẽ có một cái cộng đồng để khai thác để cùng nhau nó đẩy nhanh cái tốc độ khai thác của cái đồng này lên. Thế ngoài ra mà anh em nào mà muốn tạo cái cộng đồng riêng ấy, mọi người muốn tạo cộng đồng riêng thì mọi người có thể bấm vào cái mục Explorer Planet này đó sau đó thì mọi người bấm chọn vào Create Community đó thì ở đây thì mọi người sẽ tạo ra cái cộng đồng khai thác riêng của mình và sau đó chia sẻ cái mã mời đó thì để chúng ta cùng nhau khai thác thì đây là một cái dự án khá là hot nhé thế anh em đừng bỏ qua cái dự án này thì cái khai thác cái đồng PN này nó đơn giản nó chỉ có vậy thôi đó anh em nhớ hàng ngày vào kiểm tra và sau đó thì bấm chọn claim về Đấy, ngoài ra thì mình cũng nhắc lại cái dự án khai thác cái đồng hot thì anh em <laughs> nào mà chưa đăng ký thì nhớ đăng ký nhé đừng link đăng ký và video hướng dẫn đăng ký mình cũng cứ để dưới phần mô tả và hàng ngày anh em nhớ hoặc lên đó đừng quên nhé anh em đừng quên cái lên cái đồng hot này về ví thì đây là những cái dự án hiện nay nó đang là trend ở trên telegram ấy đó thì anh ở cái này thì nó cứ mỗi khoảng 3 tiếng thì mọi người sẽ vào claim một lần đó. mọi người sẽ bấm chọn claim hot đó khi nào cái đồng hồ này nó chạy thì mọi người sẽ claim xong nhé đó rồi à, ok mọi người thì đấy là cái kèo khai thác cái đồng XBL mà mình chia sẻ đến mọi người thì anh em đừng bỏ qua nhé và mình sẽ kết thúc video tại đây cảm ơn mọi người đã theo dõi